nói cái gì? Cái Vân nó có bầu à? Chuyện thế nào? Nói! Cung đình phở Hà Nội bắt to đặc biệt mới. Yêu phim truyền hình, nhớ phở cung đình nhé. Em tìm thấy có bao cao su trong phòng nó. Bao cao su? Đây. Mấy cả em thấy có cả sách chăm sóc sức khỏe bà bầu. Mà bỗng nhiên nó thích ăn cỏ chua, ăn quất cả vốc ấy ạ. Y như là chị ngày xưa hồi chửi cái Khánh ấy, với cả cái Khánh chửi cái Sam ấy ạ. Đúng. Chị ơi, chị đằng nào cái Vân nó có bầu rồi. Chị ơi, chị đừng tăng sông, chỉ có thiệt thân thôi. Biết đâu cái gì? Trời ơi, toàn nước đổ đầu vịt. Chưa giật một thì nó quay lại, nó hất nước sôi vào mặt mày nó đây này. Ôi trời ơi, chị ơi. Cậu. Dạ. Cậu gọi ngay nó về cho tôi. Nó không nghe máy ạ. Cậu nhận tin nó bảo nó đi về nhà. Dạ. Còn Vân nó yêu đương thì nó yêu đương cái thằng nào? Chắc là cái thằng mà tối hôm trước nó đưa nhau về đầu phố ấy. Quan trọng thằng đấy là thằng nào? À đúng rồi, để em vào Facebook với Vân, em tìm phát ra luôn. Đây chính hai đứa ấy, chúng nó chụp ảnh chung với nhau này. Cái thằng này trông cũng quen quen ấy. Ủa, thằng này comment là hồi hộp quá, sắp lên chức rồi. Xong con Vân trả lời là sắp lên chức bố, cảm ơn người ta chưa? Ui dồi, xong thằng này nói là ba cảm ơn mẹ. Ôi. Cái thằng này tôi nhớ ra rồi. Nó ở quán cà phê, hôm trước tôi vừa gặp. Mau lên. Cậu lấy xe chở tôi đi. Chị cho cái thằng này một trận. Dạ vâng. Mau lên. Dạ vâng. Thằng này. Bác ạ. Bác ơi, hôm nay Vân không đến quán đâu ạ. Tôi không đến tìm nó, tôi tìm cậu. Tôi hỏi cậu, cậu quan hệ thế nào với cái Vân? Hai đứa bồ bịch với nhau phải không? Không ạ, cháu với Vân chỉ là bạn thôi ạ. Bạn mà làm cho nhau có bầu à? Bầu ạ? Thái độ của cậu như thế là thế nào? Định trốn tránh trách nhiệm hay là quất ngựa chi phong hả? Bác, chú, chắc là có hiểu lầm đấy ạ. Chứ cháu nghĩ Vân không có bầu đâu ạ. Chị để em nói chuyện với thằng này nhá. Cái mặt cậu nhá, bao nhiêu hôm đêm hôm khuya khoắt cậu đến đưa đón con bé, rồi lại còn lên Facebook khoe là lên chức bố. Thế mà bây giờ chối hả? Đúng là mặt mũi còn đến nỗi nào. Thế nhưng mà tư cách thấp như dán ấy, không ra cái gì cả. Cháu xin lỗi ạ, có chuyện gì đấy ạ? Cậu là ai? Cháu là chủ quán ạ. Anh Phong, em không rõ chuyện gì cả, nhưng mà bác với chú bảo em là cho Vân có bầu. Không rõ mà làm con gái nhà người ta to bụng à? Bác, không phải như thế đâu ạ. Anh Phong, em với cả Vân trong sáng mà đúng không? Trong sáng? Thế làm cái gì nhau trong tối? Cháu xin lỗi ạ. Chuyện đã như thế, mình không nên làm to ra, vì cũng không đẹp mặt cho ai cả. Cháu mời mọi người vào trong nói chuyện. Cậu sợ làm ầm lên ảnh hưởng đến quán của cậu gì? Thế thì cậu đuổi cổ ngay cái thằng mất dạy đi nhá. Đàn ông đàn an dám làm không dám chịu. Chú không phải như thế đâu ạ. Để cháu gọi cho Vân ạ. Không việc gì phải gọi điện cho nó nữa. Tôi hỏi cậu một lần nữa, cậu có định chịu trách nhiệm không đi mà? Bác ơi, cháu nói thật đây chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Chứ tóm lại là cậu chối đúng không? Thôi, thế là rõ cái mặt rồi nhá. Này tôi nói cho cậu biết, tôi cấm cậu từ bây giờ không được bén mảng lại gần con gái tôi nữa. Con dại cái mang, cháu tôi nuôi, không cần cái ngứa bố như cậu nữa. Đi về. Đồ vô trách nhiệm. Nói rồi đừng có bám rít lấy nhau. Bây giờ người ta đến người ta bắt vạ cho đây. Vân, tại sao mày gọi mà không nghe máy? Đi về nhà ngay. Con đi học mà. Suốt ngày trốn học lại còn bày đặt. Mà không, nói cho mẹ biết mấy tháng rồi, để mẹ còn biết đường mà tính. Cái gì mấy tháng ạ? Mẹ hỏi mày có bầu mấy tháng rồi. Mẹ làm sao đấy? Con bầu lúc nào? Giờ này mày vẫn còn giấu mẹ à? Mẹ dặn mày thế nào? Mẹ, con đã khổ lắm rồi. Mẹ đừng vu oan cho con nữa, con phát điên lên mất. Vân, nghe mẹ nói đã này, đừng có nghĩ quẩn, không làm cái gì thất đức dạy dột. Bố nó có không ra gì thì có mẹ đây rồi. Cháu mẹ nuôi. Cứ về nhà đi đã rồi hẵng tính nhá. Mẹ, con không có bầu. Mẹ thích thì mẹ đi mà có bầu. Em đã bảo chị rồi, làm cái gì phải bình tĩnh suy xét.
phải hỏi han cho nó rõ ngọn nguồn. Đằng này cứ sồn sồn lên mà chưa hỏi tội đã kết án rồi. Bình tĩnh cái gì? Cậu cứ làm mẹ đi rồi cậu sẽ biết. Nghe tin con gái cậu ấy chưa có chồng mà có chửa, xem cậu có bình tĩnh được không?